Xin chào các bạn đang theo dõi kênh video của xe điện, motor điện. Video hôm nay em xin giới thiệu đến các bạn một cái động cơ máy nằm ngang 130 phân khối 4 số côn tự động. Trục dài. Trục này nó dài các bạn nhé. Đây, cái trục này nó dài này. Đấy. Một số anh em thích cái loại trục dài này bởi vì là khi lắp cái bộ số lùi vào ấy thì nó cái trục này nó cắm sâu vào trong cái số lùi, cho nên là nó đỡ bị mòn cái đầu trục, nó đỡ bị tuét cái đầu trục. Đây, cái đầu trục này của nó là 3 cm anh các bạn này. Đấy. Còn đối với này cái đường kính trục này là vẫn là sử dụng trục 17 các bạn nhé. Các bạn lắp cái số lùi của thằng trục lỗ nhỏ và cái máy này lắp cái là vừa luôn thôi, thằng này nó rất dễ lắp. Đấy, thì tổng thể cái máy này nó kích thước thì nó cũng xem như máy 110 thôi, nó không lớn hơn. Tuy nhiên thì nó phân khối nó lớn hơn, của nó là 130 phân khối. Đấy. Máy có củ đề của hãng Hensink. Đấy, hàng thì rất là chuẩn. Đây, trên thân máy có dập này này, 130cc đây này, 130 cm khối đấy, gọi là người ta cứ gọi là 130 phân khối ấy. Nó giống như kiểu là máy 110 này, 125 này, thì cái máy này nó đây. Tổng thể thì máy rất là đẹp. Đấy. Củ đề. Và máy thì mua máy trần thì chỉ có vậy thôi, kèm một cái cổ chế này đây và bộ gioăng khớt của nó. Kích thước tổng thể của máy là 365, chiều dài, chiều ngang máy là 350, chiều cao máy là 100, chiều ngang máy là 200, chiều cao máy là 270. Đấy. Xin lưu ý với các bạn là củ máy này là củ máy 130 phân khối nhé. Đấy, hàng có QC. Đấy, đã được test chuẩn. Trục dài. Trục dài thì mình sẽ lấy một cái số 110 mình lắp đây cho các bạn coi, để cho nó các bạn biết lắp nó rất là dễ. Đây là cái phần số lùi 110 này. Đấy. Cái số lùi 110 là lắp thì khi các bạn lắp đấy thì nó cắm sâu vào thì cái khả năng truyền lực là rất là tốt. Đây. Đấy. Thằng này thì nó lắp đặt rất là phù hợp với những cái số lùi lắp vào là vừa luôn, thích hợp cho các bạn là làm xe 3 bánh hay là 4 bánh, rất là phù hợp. trục dài. Đấy, trục dài là 3 cm, lắp bộ số lùi vào rất là phù hợp. Đấy, đây bản thân cái số lùi này nó cũng chỉ có sâu, chiều sâu là 3 cm thôi. Đây, đấy, 3 cm các bạn nhé. Mà cái trục này thì cũng 3 cm này. Đấy, vì vậy là lắp đặt là cái độ bám nhông nó rất là lớn. Thì lắp cái là vừa luôn. Đấy, một lát nữa thì mình sẽ cân thử cho các bạn xem cái trọng lượng của nó là bao nhiêu kg. Video của mình thì cảm ơn các bạn đã xem video. Các bạn xem nhớ ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo để nhận được những cái thông báo ngay khi có video mới đăng. Mà máy thì máy trần, các bạn mua thêm số lùi hay là phụ kiện điện, đóm, bô, biếc rồi thì dây điện thì các bạn vui lòng liên hệ mua thêm. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Mang hậu cái cân ở đây với. Đây, trọng lượng của một cái máy này, máy không là tròn 20 kg các bạn nhé.